Rồi mấy cụ giỏi, mấy cụ chơi thử cái trò chơi này nè, coi thử ai được bao nhiêu điểm. Tại vì mấy game trước là quá dễ, còn cái game này thử coi thử ai bao nhiêu điểm. Giỏi mà vô đây chơi nè, thử ai chơi thứ ai chơi được 1.000 điểm thì kêu bằng ông cụ luôn chứ cụ gì.